Oh!
Có điện thoại đây. Tùng ơi. Ơi. Sao? Tùng có điện thoại cái nên bắt đầu là mày cứ nghe điện thoại như bình thường để tao quay mày nghe điện thoại đã. Nhưng mà anh thế còn Liêm tí nó tung sau. Tí nó tung một cảnh riêng sau. Anh bảo anh Liêm tung đi thì em trả lùi ra gì nữa.